sẽ diễn ra một cuộc thi các bạn nhé. Đó là cuộc thi ném đĩa. Cái này là cái vợt mũi. Đấy, và chính vì ấy, Hà Sam đã đăng ký thi cái cuộc thi này, thế nên Hà Sam đã lấy hết bát đũa của mình ra. Leo ơi, để tập sự các bạn ạ. Thế nhưng mà ấy, bây giờ ấy, chưa thấy ném trúng vào ô nào cả, mà bát đĩa thì cứ đi đời cả mạng rồi. Không biết thì ngày mai đến đấy thi cuộc thi ném đĩa thì Hà Sam ấy có giành được giải nhất không các bạn nhỉ? Các bạn ơi, các bạn hãy like video này cho Hà Sam, đăng ký kênh và nhớ nhấn vào hình quả chuông để cổ vũ Hà Sam đi nào. Ôi các bạn ơi, đến cuộc thi rồi các bạn ơi. Trời ơi, Hà Sam hồi hộp quá, chân tay run lẩy bẩy thế này các bạn ơi. Phải bình tĩnh lại nha. Rồi, và đội quân của Hà Sam ấy là đang mang mặc đồ màu xanh nước biển các bạn nha. Đó là màu xanh hy vọng. Tuy nhiên thì là da thôi, chứ còn thực ra ấy không mặc quần áo các bạn ạ. Trời ơi. Rồi, còn đối thủ ấy thì là nó mặc màu đỏ luôn nha. Thì bây giờ ấy, Hà Sam đang cầm trên tay một cái đĩa đây. Làm thế nào ấy, để phi tới đồng đội mà ấy, không bị vướng phải bọn mặc áo đỏ nha. Rồi, bây giờ bắt đầu nào. Lượn 180 độ luôn. Yeah, wow, wow, wow. Đấy, các bạn thấy không, thấy không? Nào, cố gắng lượn ạ. Yeah, sắp tới đích rồi các bạn ơi. Trời ơi, đứa bạn Hà Sam ấy nó vơ một dũng răng luôn các bạn ạ. Trời ơi, may là nó móm răng rồi, còn nếu không là răng nó rơi rụng lả tả như hạt ngô giang ấy các bạn. Yeah, thắng rồi các bạn ơi. Trời ơi, khán giả đang cổ vũ Hà Sam kìa. Thôi, lần này thì bọn áo đỏ cực kỳ đông luôn. Tại sao bọn nó lại đông như thế mà bên mình lại ít người như thế nhỉ? Chắc là một nửa đội quân của mình ấy đang mắc tè ở trong nhà vệ sinh rồi. Rồi nha, bây giờ ơi, có cái thằng áo đỏ ấy, nó đi nè, mình sẽ né sang bên này. Ôi trời ơi, bên này nữa. Ôi, trời ơi, phi thẳng một thằng tên áo đỏ luôn. Thế mà cuối cùng mình vẫn vượt qua được các bạn ơi. Rồi, né 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 né. Rồi, yeah. Bọn áo đỏ ấy dám ra để chắn ấy, cuối cùng ấy bị hạ gục rất nhiều luôn các bạn ơi. Các bạn ơi, đồng đội của mình ăn mừng một cái kiểu rất là kỳ quái luôn. Nhưng mà không sao, dù sao đội mình cũng đã thắng rồi nha. Trời ơi, xin cảm ơn ông bà, cảm ơn bố mẹ, cảm ơn bạn bè, cô dì, chú bác. Và cảm ơn cả đội màu đỏ. Tiếp nha. Wow, lần này thì bọn màu đỏ nó đứng ở đầu rất là đông này các bạn ơi. Mình sẽ phải né nó ra nha. Rồi, né nè. Rồi, bây giờ có hai cái thằng nó đi theo cái kiểu giò như con rùa này. Ê mày, chúng mình phải nhớ kỹ nha. Cái bọn mặc áo màu xanh kia, chúng không tầm thường đâu. Trời ơi, nó nguy hiểm lắm nè. Nó ném bách phát đánh chúng đấy. Ui, các bạn ơi, nó đang lo sợ về đội của mình đấy. Được rồi, mình sẽ ném nè. Rồi, ném vào giữa nó này. Bọn nó không ném kịp các bạn ơi. Ôi, bây giờ bọn mình có cúp luôn rồi này các bạn ơi. Chỉ những đội nào ấy thắng giỏi thì có cúp rồi nha. Tiếp nè. Mình sẽ đặt đội của mình tên là đội Hà Sam. Ok, Hà Sam TV. Yeah, xong nha. Ok, đặt đội của mình tên là Hà Sam TV nè. Rồi, yeah. Bây giờ mình đấu bọn USA các bạn ạ. Trời ơi. Rồi, cái bọn này bây giờ mặc quần áo màu trắng rất là ngầu luôn. Ui, bây giờ chúng lại đi này. Rồi. Yeah. Ôi, các bạn ơi, bây giờ nó còn chạy ra bên mình nữa này. Sợ quá các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, chúng túm được cái đĩa của mình rồi. Cái đĩa này là đĩa gia truyền nhà mình ý các bạn ơi. Rồi nha, lần này mình phải cố gắng chiến thắng bọn nó mới được. Ok, nào, bây giờ lại nè. Rồi, một nè. Né sang bên này ra. Ai, ui. Thắng rồi. Ôi, hạnh phúc quá, trời ơi. Sắp tè ra phần luôn các bạn ơi. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn đã like video này để ủng hộ Hà Sam, để Hà Sam có thể chiến thắng nha.
tiếp nào. Ơ, lần này cái đội màu trắng USA ấy, chúng lại giơ cái kiểu tay ngang như hai con vịt như này này. Rồi, do dù ấy, bây giờ ấy, chúng có đi kiểu ngang, kiểu dọc, kiểu đứng, kiểu nằm thì chúng vẫn thua mình thôi. Wow, rồi. À, bây giờ có hai tên này nó lại chạy đến nữa này. À, yeah. Wow. Né, chúng là ok. Ném thẳng luôn. Đến người cuối cùng nhá. Đấy các bạn ơi, vậy là mình lại chiến thắng nữa rồi, trời ơi. Rồi, bây giờ ấy, cái đội quân này á, đối thủ của mình ấy, bây giờ nó mặc quần áo vàng các bạn ơi. Trời ơi, mà các bạn biết rồi đấy, màu vàng là màu gì các bạn biết rồi đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ né chúng ra nha. Nào, né sang bên này nè. Ok, Né chúng ra. Ôi, bây giờ, ôi, còn có một thằng chạy lên nè. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy sang bên này. Oh yeah. Ôi, bây giờ có 3 thằng chạy lên nè. Rồi, làm sao mà có thể chắn được cái đĩa của ta. Yeah. Vập mặt cái thằng đồng đội của mình luôn các bạn ơi. Yeah. Anh em ơi, vào quấy đi. Ai vào là vào quấy đi. Quấy đi là ai ăn quấy đi. Trời ơi, các bạn mình rất là hài hước các bạn ơi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ có 3 một cái hộp nè này. Thì bây giờ mình có thể mở được không? Tiền các bạn ơi. Rồi, chỉ mở được một hộp thôi nha. Rồi, tiếp nè. Bây giờ có 2 tên nó chạy tới nè. Rồi, mình sẽ tránh 2 cái tên này ra. Ok, né bên nào đây các bạn ơi. Né bên nào đây, sợ quá. À, né bên này, yeah. Bây giờ chúng đứng rất là dày luôn các bạn ơi. Rồi, mình sẽ né bên này. Yeah, chúng mày thua rồi, leo. Tưởng tao mặc màu vàng cướp chó à. Leo, nhìn mông của tao. Cái đội màu vàng này đáng ghét thật đấy. Cống rãnh mà định đòi so sánh với đại dương à. Ôi, lần này mình sẽ phải cố gắng chiến thắng chúng mới được. Yeah. Né bên nào đi, né bên này được không các bạn ơi. Yeah. Ok, bây giờ mình rất là tốt rồi các bạn ơi. Né. Yeah. Rồi, lần cuối cùng nè. Phúc rồi, đội xanh nó tê tái mặt. Bạn ơi, nó châm biếm bọn mình các bạn ạ. Được rồi nha, lần này mình sẽ phải cố gắng hơn. Rồi, không thể để thua như vậy được. Nào, được chưa. Yeah. Yeah. Nào, sang bên này. Đấy, bây giờ thì được rồi nè. Lần cuối cùng. Trời ơi, tức quá, sao lại không được nhờ. Yêu ơi, mình coi thường bọn màu vàng này quá rồi các bạn ơi. Lại nha. Rồi, bây giờ chúng thay quần áo rồi các bạn ơi. Đội quân thì vẫn như thế, nhưng mà chúng thay quần áo rồi, không còn màu vàng. Vẫn chó. Rồi, yeah. Rồi. Yeah. Trời ơi, đấu với chúng 5 lần thì cuối cùng vẫn phải có một lần thắng các bạn ạ. Rồi, cố lên. Tiếp theo ấy, không biết là đối thủ của mình ấy sẽ là bọn áo gì các bạn nha. Vẫn là bọn áo cam các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ ấy, địa hình của chúng có vẻ như là thay đổi rồi nữa. Trời ơi, bị chúng bắt được cái đĩa của mình rồi các bạn ơi. Lại nha. Rồi, lần này mình phải cẩn thận hơn nè. Rồi. Yeah. Rồi. Yeah. Yeah. Làm sao mà chúng có thể chạy kịp được đây. Ôi, tên lửa nè anh em ơi. Rồi. Phi nè, tới đích được không? Yeah. Tới đích rồi các bạn ơi. Rồi. Bây giờ bạn mình lại có cái kiểu ăn mừng rũ rượi các bạn ơi. Trời ơi, may là bạn mình nó không có tóc ấy các bạn chọc ấy. Còn nếu mà không có tóc thì chắc chắn là rũ rượi luôn. Rồi, cố gắng lên nha. Lần sau lại cố gắng hơn nữa nè. Nào, lần này nào. Rồi, yeah, lần này bọn nó đứng im các bạn ơi. Ui, vừa bảo bọn nó đứng im mà bây giờ có 3 thằng chạy lên nè. Rồi, yeah.
mình sẽ lia một cái góc ấy rất là nhiều luôn. Eo, sao bây giờ sân dài dã man vậy các bạn ơi. Rồi, yeah. Ui, bây giờ bọn nó đứng cái kiểu này thì mình hơi bị khó luôn nè. Rồi, mình sẽ phải cố gắng hơn nha. Ui, các bạn ơi, tất cả các khán giả ngồi sau ấy đã like video này cho Hà Sam rồi. Thì cổ vũ đội Hà Sam chiến thắng ấy. Vì thế mà Hà Sam ấy mới có thể chiến thắng nhiều đến như vậy đấy các bạn ơi. Rồi, còn các bạn đã like video này cho Hà Sam chưa? Nếu mà chưa thì nhanh tay kéo xuống dưới like video này cho Hà Sam nha. Rồi, các bạn ơi, đấu từ nãy đến bây giờ thì bây giờ Hà Sam mới có đủ tiền để mua quần áo các bạn ạ. À, trời ơi, cứ tưởng là mua được bộ gì đẹp, hóa ra là mua một bộ trắng từ đầu đến chân như là kiểu dính bột mì ấy các bạn. Rồi, còn đối thủ của Hà Sam ấy bây giờ thì lại đang mang màu tím mộng mơ nha. Ồ, chúng mày định làm gì? Chúng mày định làm gì hả? Nào nào anh em ta, cùng bắt cá rô đồng. Mày bị điên à? Tao không phải cá rô đồng đâu. Nhưng tao thích gọi mày là cá rô đồng đấy. Bây giờ mình phải chắn nó để không được cho nó ném đĩa ra ngoài, biết chưa? Cái bọn này á, đúng là, nhưng mà nó chơi đúng luật mà. Được rồi, thế thì mình sẽ phải cố gắng nha. Né 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 đấy. Yeah. Trời ơi, đứng gần thế mà né vẫn không được nè. Thế mà vẫn còn không cản được mình luôn. Rồi, yeah. Ui, hình như là ấy, màu trắng ấy mang lại cho mình may mắn còn nhiều hơn đấy các bạn ơi. Thắng rồi. Lần này á, đội màu tím ấy bây giờ nó xếp thành đàn luôn các bạn ơi. Như là những con chim ấy nối với nhau. Rồi nha, bây giờ mình thấy là rất là khó rồi nên này mình sẽ né sang bên này được không? Né được luôn đi. Rồi, sang bên này rồi. Ném thật nhanh nha trước khi chúng chạy. Ơi, né được không? Tóm được rồi bọn mày ơi. Yeah. Tóm được cái đĩa của mình rồi các bạn ạ. Được rồi, lần này mình sẽ phải cố gắng hơn mới được. Rồi, thay đổi một hồi quần áo thì bây giờ chúng mang màu phân bò các bạn ơi. Màu nâu phân bò nè. Đây rồi. Yeah, mình sẽ ném nè. Ôi, ném được không ta. Yeah. Ôi mẹ ơi, sao mà khó vậy ơi, mẹ ơi. Rồi, yeah. Cố quấy đi à la. Về nhà xong các bạn ạ. Ui ơi, Hà Sam ấy mỏi rã rời tay chân luôn. Thế nhưng mà cuộc thi này khá là vui và thú vị. Và tất nhiên nhờ sự cổ vũ của các bạn